Đàm Vĩnh Hưng nói về món nợ của mẹ, 15 chủ nợ đồng ý cho tôi trả dần. Về phía các chủ nợ, hầu hết trong số đó tỏ ra đồng cảm với những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Đàm Vĩnh Hưng. Theo lời họ Đàm, đã có người bật khóc. Hôm qua 7 tháng 2, câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng trả nợ cho mẹ lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi nam ca sĩ đăng tải hình ảnh chủ nợ ngồi xếp hàng kính trong nhà mình. Nhìn qua những hình ảnh này, nhiều người đồn đoán Đàm Vĩnh Hưng bị siết nợ tận nhà ngày đầu năm với món nợ đỏ đen mà mẹ anh gây ra hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Chia sẻ không muốn nói quá nhiều về câu chuyện của mẹ để rồi bị hiểu nhầm mình đang làm trò câu view. Tuy nhiên, ông Hoàng Nhật Việt vẫn xác nhận với phóng viên Vietnamnet, chính tôi mời họ đến nhà để cùng giải quyết. Tôi nói chuyện đàng hoàng và họ rất ôn hòa dễ chịu, họ rất hiểu việc và mọi chuyện đã đi tới ổn thỏa. Trong không gian khá trật tự, dù có sự xuất hiện của rất nhiều chủ nợ, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã phải ngồi lại và nói chuyện đàng hoàng. Cùng họ đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm giải quyết tàn dư mà thân mẫu đam mê đỏ đen để lại. Khẳng định chắc chắn đây là lần cuối cùng anh đứng ra trả nợ cho mẹ. Họ Đàm nói thêm, anh theo đó phải tỉ mỉ lên kế hoạch trả nợ dài hạn tất cả chủ nợ, mong sao làm đẹp lòng cả đôi bên. Tôi mời tất cả chủ nợ tới và thưa rõ ràng với họ, nói với họ hãy đồng ý với giải pháp trả nợ của mình. Làm lớn chuyện ra cũng chỉ thêm bất lời thôi. Tôi sẽ trả trong vòng 10 tháng, mỗi tháng 10% cho đến hết, nam ca sĩ nói rõ ràng với Vietnamnet. Về phía các chủ nợ, hầu hết trong số đó tỏ ra đồng cảm với những lời chia sẻ từng tận đáy lòng của Đàm Vĩnh Hưng. Theo lời họ Đàm, đã có người bật khóc trước lời giải bày của anh. Những chủ nợ là phụ nữ ai cũng khóc, lần nào cũng vậy, tâm sự chuyện của tôi là họ khóc. Họ thông cảm và họ không ngờ sự thật như vậy. Những người đàn ông thì chia sẻ và chấp nhận giải pháp của tôi, Đàm Vĩnh Hưng thành thật nói. Trước đó vào tháng 12/2016, trên trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, Đàm Vĩnh Hưng đã tự mình trực tiếp thừa nhận câu chuyện nợ nần của mẹ ruột. Người anh vô cùng yêu thương nhưng mắc chứng thích cờ bạc đỏ đen. Nước mắt lưng tròng, họ Đàm cho biết suốt 10 năm qua, anh đã phải trả nợ cho mẹ số tiền chơi bạc lên tới 20 tỷ đồng. Khi câu chuyện nợ nần của mẹ ruột được chính Mr. Đàm hé lộ, nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa anh và mẹ. Nhiều ý kiến trái chiều, người đồng tình kẻ chê trách. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, mỗi lần trả nợ cho mẹ, niềm tin cuộc sống trong anh lại vơi bớt một chút. Cho tới cuối năm ngoái, khi sức chịu đựng đã ở ngưỡng cao trào, anh quyết định sẽ phơi bày cuộc sống thật mà bản thân phải chịu đựng trong im lặng đớn đau. Cho tới hôm nay, câu chuyện được kết thúc bằng chính sự cởi mở một lần nữa từ nam ca sĩ, với lời nhắn cuối dành cho thân mẫu, mẹ ơi con đã già rồi. Thừa nhận sự xúc động đang dâng tràn, Đàm Vĩnh Hưng cho hay sự việc này đã đẩy anh ra xa hơn trong mối quan hệ mẫu tử. Tuy nhiên, trước mắt Đàm Vĩnh Hưng không quá để tâm nhiều vào vấn đề này và nhấn mạnh, việc cần làm thì cứ phải làm cho xong đã. Mr. Đàm hẹn chủ nợ đến nhà trả thay mẹ lần cuối. Ông Hoàng Nhật Việt công khai hình ảnh trò chuyện rất nhiều chủ nợ ngay tại nhà. Chiều 7 tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh đang trò chuyện với rất nhiều chủ nợ tại nhà riêng. Anh nói, đã tự hứa và thề với lòng mình, cũng như với những người thân yêu từng chứng kiến cảnh tượng này suốt 30 năm qua. Đây sẽ là lần cuối cùng anh trả nợ giùm cho mẹ. Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, anh đã thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng, trông chờ vào những điều tốt đẹp, đơn giản và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa. Vì vậy, từ nay, bất kỳ ai có liên quan đến tiền bạc của mẹ anh là bà Trần Thị Thọ thì tự chịu trách nhiệm. Còn anh nhất định sẽ phối hợp để đưa những ai đẩy gia đình anh đến cảnh này ra ánh sáng. Mr. Đàm nhắn nhủ đến các chủ nợ, đừng vì quá quý mến, ngưỡng mộ, cả nể hay muốn tiếp cận anh mà biến mình thành nạn nhân. Anh cũng gửi đến họ lời xin lỗi và cảm ơn vì đã đồng ý chấp nhận giải pháp trả nợ của anh. Mẹ ơi, con đã già rồi, nam ca sĩ cảm thán ở cuối đoạn chia sẻ. Hôm 14 tháng 12, 2016, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ câu chuyện anh giấu kín hơn nhiều năm qua. Anh đã livestream trên trang cá nhân, tiết lộ chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người. Những năm qua, nam ca sĩ đi hết cực lực để trả nợ cho xã hội đen, số tiền đã lên tới hơn 20 tỷ đồng. Trong cuộc trò chuyện với khán giả, Mr. Đàm nhiều lần khóc nức nở. Anh nói, không ngại bị cho là vạch áo cho người xem lưng vì anh đã quá áp lực,
không còn chịu nổi thêm một giây nào nữa. Hai năm ngụy tạo vỏ bọc hạnh phúc, đây là kết quả mà Phi Thanh Vân phải gánh chịu. Hơn 2 năm trước, Phi Thanh Vân bất chấp dư luận để lấy Bảo Duy, người chồng hiện tại của cô, ngay cả khi anh giấu chuyện đã có vợ con, cho đến lúc bị phanh phui, hơn 2 năm sau, cũng chính Phi Thanh Vân nói lời hối hận. Năm 2014, khi Phi Thanh Vân khoe bạn trai là phi công trẻ, dư luận được fan dậy sóng, không chỉ vì bạn trai Phi Thanh Vân đẹp trai, mà vì ngay lập tức người tình của Vân Dẹo vướng phải hàng tá tin đồn từ chuyện anh có vợ con ở quê đến chuyện anh là người đồng tính. Thế nhưng, năm lần bảy lượt Phi Thanh Vân đều lên tiếng bênh vực bạn trai, cô thậm chí còn thách thức dư luận nếu có bằng chứng hãy đưa ra trước các tin đồn. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân đã không chờ quá lâu để có bằng chứng. Một người tự xưng bạn cũ của Bảo Duy đã tung các hình ảnh Bảo Duy cùng vợ và hai con khiến người trong cuộc không thể chối cãi. Thậm chí người này còn tố cáo chính Phi Thanh Vân đã xúi bạn trai bỏ vợ. Song trái với dự đoán của nhiều người, mối quan hệ của Phi Thanh Vân và bạn trai không hề sứt mẻ. Cô thậm chí còn khẳng định chưa bao giờ hạnh phúc như cuộc tình lần này. Cô tiếp tục bảo vệ bạn trai, khen ngợi anh là người dũng cảm khi đã thừa nhận mọi chuyện với cô. Cô còn không quên khen thêm bạn trai là người có trách nhiệm với con cái, tuy ly hôn nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng con đầy đủ, cũng như thường xuyên gọi điện cho các con. Riêng tin đồn giới tính, Phi Thanh Vân vẫn còn viện dẫn đến các bạn bè đồng tính của mình để khẳng định không có việc bạn trai cô là gay. Hai năm hôn nhân của Phi Thanh Vân, công chúng chỉ biết đến mật ngọt bao phủ lấy họ. Họ dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội lẫn báo chí. Mọi sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí, Phi Thanh Vân đều có chồng trẻ tháp tùng. Cô khen anh, yêu thương và chăm sóc tôi rất chu đáo, yêu con và rất khéo léo chăm con. Chưa đủ cô còn hạnh phúc khoe, Bảo Duy luôn ở phía sau tôi trong việc kinh doanh thời trang hay hệ thống spa mỹ phẩm. Cô phản bác khi báo chí hỏi về chuyện Bảo Duy lép vế về kinh tế so với vợ rằng nếu hai vợ chồng làm hai công việc khác nhau thì sẽ biệt lập về tài chính, nhưng vợ chồng tôi cùng làm chung công ty nên không thể có sự rõ ràng về tiền bạc. Ví dụ tôi quản lý phần nhân sự, còn ông xã quản lý hệ thống kinh doanh trong công ty. Ngoài ra, anh còn kinh doanh riêng ở bên ngoài. Tôi có thể khẳng định thu nhập của anh ấy khoảng 100 triệu đồng một tháng. Như thế có gọi là thấp, phụ thuộc vào vợ không? Rồi cô kể anh không bao giờ đi đâu chơi mà đi một mình, bởi vì vợ chồng tôi có quy định ngầm đi đâu cũng phải có đôi. Nếu anh đi nhậu thì cũng chọn quán ở gần nhà, mở FaceTime nói chuyện với vợ. Nhưng mấy ngày qua, khi Bảo Duy chồng cô bất ngờ đăng đàn trên Facebook về chuyện ly hôn và hai vợ chồng cô lời qua tiếng lại tố nhau, công chúng mới ngỡ ngàng nhận ra những lời có cánh, mật ngọt mà cô dành cho chồng trước đây chỉ là chiếc vỏ trứng màu mè ngụy tạo. Giờ đây cô không khai tự nhận mình là chiếc máy ATM rút tiền tự động của chồng. Cô tung hê việc chồng cô ăn bám và trình độ chỉ lớp 7 thì làm sao có thể điều hành việc kinh doanh cùng với cô. Cô tung hê cả việc anh nghiện thuốc lắc, nghiện đi vũ trường đến 4-5 giờ sáng là chuyện bình thường. Cô tung hê cả việc ngay khi cô mang bầu thì hai vợ chồng đã cơm không lành, canh không ngọt, đã nhiều lần phải gọi cả an ninh chung cư tới can thiệp. Còn chồng cô thì không ngại chia sẻ chuyện bị cô vợ nổi tiếng nghi mình là gay. Cuộc đối thoại giữa hai người trên truyền thông vẫn chưa có hồi kết. Và dư luận thì không biết sẽ còn những bí mật động trời nào về họ được đối phương tiết lộ. Người thương Phi Thanh Vân kém may mắn khi phải trải qua hai cuộc hôn nhân đều ngắn ngủi và bất hạnh. Người lại trách cô nên có sao sống vậy, sao cứ phải đổ mồ hôi soi nước mắt ngụy tạo lớp vỏ bọc lung linh quanh mình, để rồi khi nó vỡ tan như vỏ trứng thì danh dự của mình cũng vụn nát theo. Nhưng xô bích là thế, ai cũng phải nỗ lực chứng minh mình hơn người, không chỉ hơn về thứ hạng, về độ nổi tiếng, về tài năng, về danh tiếng, về tiền bạc, mà còn phải cả về bạn trai, về chồng. Và phải hơn cả về hai chữ hạnh phúc, họ nhất định không thể thua kém về hạnh phúc hơn người nghệ sĩ kia. Đó là lý do mà người hâm mộ cứ dăm bữa nửa tháng lại mắt tròn mắt dẹt, chứng kiến một cặp đôi mới hôm qua còn tay trong tay, nay đã tuyên bố ly hôn. Mới hôm qua còn đưa nhau lên tận mây xanh, nay đã dành cho nhau những lời rỉ rối không thương tiếc. Mới hôm qua còn nói lời mật ngọt, nay đã mạnh ai nấy tố trước truyền thông. Nếu như ai cũng chọn cách đưa cuộc tình của mình, cuộc hôn nhân của mình vào bên trong cánh cửa căn nhà và kéo rèm lại, sẽ chẳng bao giờ có chuyện lúc chia ly trong hai lại chọn cách tung hô ô cửa lên và hét: "Chúng tôi đã ly hôn, thưa bà con cô bác."
Nhưng biết sao được khi chuyện yêu, chuyện kết hôn và ly hôn nhiều khi gắn liền với tiếng tăm của họ như cá với nước, bởi đó là showbiz mà.